Thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đang lưu giữ hơn 1.015 container và 47 lô hàng nhập khẩu nhiều tháng qua, nhưng chủ hàng chưa đến làm thủ tục nhận. Hàng hóa chủ yếu là máy móc thiết bị, thức ăn chăn nuôi, hàng tiêu dùng nhập về cửa khẩu cảng Cát Lái từ đầu năm nay đã tồn đọng quá thời hạn 90 ngày. Chi cục Hải quan cửa khẩu đã thông báo đến tổ chức, cá nhân có liên quan các lô hàng tồn đọng về thời hạn đến nhận hàng theo luật định. Riêng đối với hàng hóa dễ hư hỏng, hàng đông lạnh, hóa chất nguy hiểm, độc hại, hàng hóa còn hạn sử dụng dưới 60 ngày, thời hạn để người đến nhận hàng là 15 ngày. Cơ quan chức năng sẽ xử lý các bước tiếp theo quy định của pháp luật nếu chủ hàng không đến nhận đúng thời hạn.